Ba ngày đại cát cúng ông Công ông Táo, được thần tài ban lộc, tiền vàng ùn ùn kéo về nhà, trước Tết giàu to. Quý vị thân mến, trong thời gian vừa qua cũng như là hầu như là năm nào cũng vậy, tháng nào cũng vậy. Và cứ đến cái dịp là gần Tết rồi thì Tử Thông cũng nhận được rất nhiều câu hỏi về cái lễ cúng ông Công Táo cũng như là cái lễ cúng giao thừa. Thì mọi người, cái câu hỏi thường gặp nhất đó là gì? Cúng ông Công Táo sớm có được không? Nếu mà cúng sớm thì chúng ta sẽ cúng vào ngày nào, đúng không ạ? Và trong chương trình ngày hôm nay thì để giải đáp cho tất cả quý vị và các bạn về cái việc cúng ông Công Táo sớm có được không và cúng vào ngày nào thì được đại cát đại lợi, mang lại tài lộc tiền bạc nó ùn ùn kéo về, thì trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày đại cát và những giờ tốt để chúng ta tiến hành cái công việc là cúng ông Công ông Táo cho được thuận lợi, may mắn và hanh thông. Giúp quý vị chọn được đúng ngày, nhé. Cái ngày này nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Cả năm các cụ mới về trời một lần. Vậy nên chúng ta biết được những ngày tốt để chúng ta chuẩn bị cho nó chu toàn. Đấy, khi mà gì các ngài về thì sẽ được gì mang lại những cái may mắn bình an cho gia đình. Thưa quý vị, nói chung ấy, là theo cái truyền thống của dân gian Việt Nam ta ấy, thì ngày Tết ông Công Táo nó diễn ra chính tức là cái ngày 23 tháng Chạp, đúng không ạ? 23 tháng Chạp. Cái ngày 23 tháng Chạp hôm nay thì nó rơi vào ngày mùng 2 tháng 2, mùng 2 tháng 2 dương lịch nhá. Nó là ngày Bính Thân. Đó. Và cúng ông Công Táo năm 2023 ấy, thì nó là ngày Bính Thân, tháng Ất Mão, năm Quý Mão. Đây cũng là cái thời điểm mà các thần cưỡi cá chép về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng về cái cát hung, về những cái việc làm tốt và những cái việc làm xấu của con người trong một năm, để thiên đình định đoạt công tội, thưởng phạt phân minh. Vậy nên trong cái ngày này thì mọi người thường làm lễ cúng để tiễn các ngài về trời, với cái mong muốn là các ngài bẩm báo những việc tốt và xí xóa cho những việc xấu. Đó, để mang lại cái may mắn bình an trong năm mới 2024, năm Giáp Thìn. Vậy thì một số người hỏi là vậy thì ngoài cái ngày 23 tháng Chạp thì các ngày khác cúng có được không? Đó, có cúng ông Táo được không? Đấy, thưa quý vị, thì nói chung ấy, dân gian có quan niệm cúng ông Táo sớm để các ngài có thể là hoan hỉ. Độ, tức là cúng trước ngày 23 tháng Chạp ấy, để các ngài hoan hỉ về cầu với Ngọc Hoàng, có thể chủ động hơn trong việc là gì? Các ngài đi lúc nào cũng được, nó trước 23 tháng Chạp được. Đúng không? Và như vậy thì sẽ báo cáo được tốt lành hơn. Đó. Vậy thì trong cái thời điểm từ giờ đến ngày 23 tháng Chạp đấy, thì chúng ta có những cái ngày nào là ngày đại cát để chúng ta có thể tiến hành cái việc cúng ông Công ông Táo được. Đó. Và sẽ mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ mà không phạm phải những cái điều đại kỵ trong tâm linh. Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những cái chia sẻ ngay sau đây của Tử Thông, để quý vị có thể chọn cho mình được những ngày tốt và giờ tốt để tiến hành công việc cúng ông Công ông Táo cho được gì đắc tài sai lộc, và gì năm mới sẽ được gì tài lộc dồi dào, giàu ú Trước khi mà tìm hiểu về những cái ngày tốt và giờ tốt để cúng ông Công Táo thì chúng ta cũng phải tìm hiểu về cái sự tích của ông Công Táo, và tại sao chúng ta lại thờ cúng ông Công Táo, và ông Táo là ai. Thì khi mà biết được những cái điều đó thì chúng ta mới tiến hành cái nghi lễ, chúng ta mới được cái gì tìm hiểu tốt rồi thì chúng ta biết, và cái tâm của chúng ta nó sẽ khác, và nó cũng sẽ mang lại nhiều cái điều may mắn, đúng không ạ? Và sau đây là tóm tắt về sự tích ông Công Táo. Thì nói chung ấy, ngày xưa có hai vợ chồng nghèo lấy nhau nhưng mà không có con. Trọng Cao có vợ là gì? Thị Nhi. Cả hai ăn ở với nhau lâu ngày mà không có con nên sinh ra buồn phiền và hay cãi nhau. Một hôm, ông chồng, tức là Trọng Cao ấy, giận ra tay đánh vợ. Và vợ buồn, vợ tên là Thị Nhi buồn, đã buồn bực bỏ nhà ra đi. Sau đó phải lòng một người khác tên là Phạm Lang. Cả hai đã nên duyên vợ chồng. Khi Trọng Cao nguôi giận thì anh chàng nghĩ mình là người có lỗi nên là bắt đầu đi tìm vợ để mà xin lỗi. Và khi đi vì tiền bạc mang theo đã hết sạch nên là Trọng Cao đành phải đi ăn xin. Trọng Cao ăn xin ghé tới nhà Thị Nhi, tên nhà vợ cũ ấy, thì cả hai nhận ra nhau. Thị Nhi đã rước Trọng Cao vào nhà ngồi kể chuyện, và Thị Nhi tỏ lòng ân hận vì đã chót lấy Phạm Lang làm chồng. Phạm Lang cũng bất ngờ trở về nhà, sợ bị chồng bắt gặp Trọng Cao nên là khó giải thích ấy, nên Thị Nhi bảo Trọng Cao trốn trong vườn, trốn trong cái đống rơm ấy. Đúng lúc đó Phạm Lang về nhà liền ra đống rơm để đốt lấy tro bón ruộng. Lúc này Trọng Cao vì sợ không dám chui ra nên là bị thiêu chết. Thị Nhi trong nhà chạy ra thấy Trọng Cao đang chết thì cũng bắt đầu là hối hận vì cái sự sắp đặt của mình nên là cũng nhảy vào cái đống tro đó để chết theo. Gặp phải tình cảnh bất ngờ thì Phạm Lang không biết làm sao, cũng liền nhảy vào đống lửa đang cháy để chết theo vợ. Cả ba linh hồn của các vị này thì được đưa lên Thượng Đế. Thượng Đế thấy cả ba đều là những người có hiếu, có nghĩa, có tình nên là sắc phong làm Táo Quân, được gọi là Định Phúc Táo Quân. Nhưng mỗi người lại trông giữ một cái việc riêng. Trọng Cao là thổ địa, phụ trách công việc trông coi nhà cửa, được phong làm danh hiệu là gì? Thổ địa long mạch tôn thần. Đấy. Còn Phạm Lang làm thổ công, sẽ trông coi cái việc bếp núc với danh hiệu là gì? Đông chủ tư mệnh, táo phủ thần quân. Còn Thị Nhi là thổ kỳ, để phụ trách việc coi giữ chợ búa, được phong làm danh hiệu gì? Ngũ phương, ngũ thổ, phúc đức chính thần. À, từ đó mà ba vị táo quân này được gọi là ba vị thần định đoạt cái phước họa của gia đình. Phúc đức này sẽ do là cái việc làm đúng đạo lý của gia chủ và những cái người trong nhà. Cái bài vị thờ thường được ghi là gì? Định phúc táo phủ thần quân, có nghĩa là gì? Thần định mọi cái phúc họa trong nhà. Đó là cái vì lý do tại sao mà ngày 23 tháng Chạp hàng năm chúng ta phải làm cái lễ cúng ông Công ông Táo về trời, đúng không ạ? Và cứ đến 23 hàng năm ấy, thì vào ngày 23 tháng Chạp thì ba vị thần này sẽ bay về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng về những cái điều tai mắt trông thấy ở trần gian, những cái việc làm tốt xấu của các thành viên trong gia đình trong một năm một cách là trung thực và khách quan nhất. Đó, vậy nên là gì? Cái nghi lễ cúng ông Công ông Táo cũng rất quan trọng. Đây là thường dân gian vẫn thường thầm nghĩ, đúng không ạ, là một cái chuyện hối lộ để cho cái ngài báo cáo những chuyện tốt thôi, còn đời xấu thì tôi mong các ngài yếm đi cho, đúng không ạ, để có một cái năm mới an lạc khang và thịnh vượng. Thưa quý vị, và để xét về những ngày tốt để cúng ông Công ông Táo ấy, trong cái cuối năm 2023 này là những ngày nào tốt ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư nhé, và chúng ta đến cái phần Hứa Chân Quân Ngọ Hầu Ký, đúng không ạ? Thì cái lịch sử của cái Hứa Chân Quân Ngọ Hầu Ký nó có từ rất lâu đời rồi, đúng không ạ? Quý vị có thể mở trang 165 nhé, 165 quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư thì nó có phần Hứa Chân Quân Ngọ Hầu Ký. Thì đây là cái phần mà chuyên về thờ cúng. Quý vị mà làm về ban thờ bát hương hay là thờ cúng ấy, cúng tế, cầu tự cầu con ấy, thì quý vị cũng nên chọn ngày trong cái Hứa Chân Quân này, đúng không? Tại sao lại chọn Hứa Chân Quân Ngọ Hầu Ký? Tại vì theo cái lịch Đại Thần Tiên Thông Giám thì gì? Cái lịch sử của cái Hứa Chân Quân Ngọ Hầu Ký như sau này. Quý vị biết để quý vị có cái sự yên tâm hơn, có cái sự chắc chắn hơn khi mà chúng ta làm theo. Chứ chúng ta không biết bảo là ông này lấy đâu ra quyển sách này và bảo là cứ làm theo ngày này thì nó không đúng, đúng không ạ? Thì cái Hứa Chân Quân Ngọ Hầu Ký thì cái thời Đông Tấn, quý vị ạ, cái thời Đông Tấn tại cái vùng Nam Xương ấy, xảy ra cái đại thủy tai. Cái nguyên nhân được cho rằng là có một con dao long nổi gió gây ra sóng gió mà tạo ra. Có một vị thần đạo sĩ tên là Hứa Tốn đấy dẫn đệ tử tên là Cam Chiến hay là và Thi Sầm đến cái Nam Xương. Một ngày nọ thì họ gặp một thiếu niên tuấn tú đấy, quấn khăn đàng hoàng, ăn nói lễ phép, nhanh nhẹn, ứng phó đối đáp thì mẫn tiệp. Sau khi người thiếu niên đi khỏi thì Hứa Tốn nói với đệ tử rằng này, tên đó chính là con nghiệt long biến thành, cố ý để do thám chúng ta phải trừ nó. Đấy, con dao long biết được mình đã bị lộ liền trốn bên sông ở cái quận thành, hóa thành hoàng ngưu đứng trên bãi cát. Hứa Tốn truy đuổi theo, lấy một tờ giấy biến thành cái hắc ngưu và gì đấu cùng hoàng ngưu, đồng thời gì bảo Thi Sầm cầm cái kiếm trợ giúp hắc ngưu để chiến đấu. Khi mà cả hai đang chiến đấu với nhau thì Thi Sầm vung tay chỉ chém trúng đùi trái của hoàng ngưu. Hoàng ngưu ôm vết thương bỏ chạy, hóa thành người, và Hứa Tốn đuổi đến cùng không tha. Cuối cùng thì đã diệt trừ được. Vì thế nạn dân thủy tai của vùng Nam Xương đã được giải cứu. Sau khi chém chết dao long ấy, thì để diệt trừ hậu họa về cái thủy tai ấy, do dao long gây ra ấy, thì Hứa Tốn đã đúc một cái trụ sắt đặt tại tỉnh trấn Nam ở Nam Xương. Bên dưới dùng 8 sợi xích để khóa trụ lại để chấn, đồng thời dặn rằng trụ sắt này nếu mà nghiêng ấy, thì dao long sẽ xuất hiện ở trở lại, ta sẽ xuất hiện, trụ đứng thẳng thì yêu quái vĩnh viễn bị trừ. Người dân đời sau đã dựng ở đây một cái tòa miếu gọi là gì? Thiết Trụ Cung. Trong những cái tác phẩm nổi tiếng của ông Hứa Chân Quân ấy, đó chính là cái gì? Gọi là Hứa Chân Quân Ngọ Hầu Ký. Đó, thì cái Hứa Chân Quân Ngọ Hầu Ký trong cái quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư thì nó ở trang 165 nhá. Và bây giờ Tử Thông sẽ sử dụng cái quyển sách Hứa Chân Quân Ngọ Hầu Ký để cùng quý vị và các bạn tìm ra những cái ngày tốt để tế lễ, đúng không ạ? Trong cái Hứa Chân Quân Ngọ Hầu Ký thì ông cũng nói rằng gì? Ông Hứa Chân Quân thấy người đời tác phúc thiên nguyện, bái biểu thượng trương, làm chay. Có người thì được phúc, có kẻ thì tội vạ. Nhà cầu đảo mà sinh ra tai họa phá tận con cháu. Như vậy là tại sao? Vì thế ông Hứa Chân Quân mới sát trong cái bản án thiên tào thì thấy rằng chỉ vì những kẻ tầm thường không biết chọn ngày mà chung cúng tổ tiên, không biết chọn ngày trong vòng 60 lục thập hoa giáp tuần trong các vì sao, hoặc ở địa phủ hoặc ở nhân gian, dĩ trí phạm phải mà phá tận con cháu phải chịu tai họa. Vì thế ông Hứa Chân Quân mới chép dành ra cái quyển Ngọc Hạc Thông Thư đấy, để cho các vị quốc sư, các vị đạo sĩ và nhân dân mỗi khi có việc tế tự, cầu thần, lễ Phật đấy, tránh được những cái ngày thiên cách, địa cách, thần cách và quỷ cách trong vòng 60 ngày của lục thập hoa giáp thì tự nhiên sẽ biết được cái điều cát hung Và đây là cái 60 ngày trong lục tập hóa giáp nhá. Và chúng ta sẽ sử dụng cái hứa chuyên quân Ngọc Hợp Ký trong quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư này nhá, để chúng ta gì? Chúng ta tìm ra ngày tốt lành nhất để chúng ta tiến hành công việc cúng ông Công ông Táo, cho mọi việc được thuận lợi, hanh thông và thuận lợi. Xem là ngày nào tốt để cúng này. Thì đầu tiên chúng ta xét nhá. Thì dân gian ta vẫn có quan niệm là gì? Cái cúng ông Công ông Táo sớm ấy, thì chúng ta thường là làm vào từ cái ngày 19-20 đổ đi. Chứ trước đó là không làm, đúng không ạ? Cúng sớm quá thì cũng không được. Vậy nên là gì? Tốt nhất là gì? Từ ngày 20 trở đi nhá, đúng không ạ? Thì chúng ta xét này, cái ngày 19 ấy. Thôi chúng ta xét từ ngày 19 đi. Thì ngày 19 ngày 20 thì nó là ngày gì? Bắt đầu từ ngày 29 tháng 1 năm 2024, nó là ngày Nhâm Thìn. Đấy, thì ngày Nhâm Thìn nhá. Thì trong này có ghi rõ nhá. Ngày Nhâm Thìn và Quý Tỵ. Ngày Nhâm Thìn và ngày Quý Tỵ ấy, thì chư thần tại thiên là ngày khám hỏi sổ sách sinh tử. Nếu mà tế tự thì sinh ra ốm đau, bệnh tật, làm hại thầy, hại chủ, rất là xấu. Vậy nên là gì? Cái ngày 29 này này, quý vị nhá, không nên cúng ông Công Táo vào ngày 29. Cái ngày 30 tương tự, hai ngày này là ngày Nhâm Thìn và ngày Quý Tỵ, cúng thì hại thầy hại chủ, cái ngày này không có lợi, chúng ta không nên làm, đúng không? Tiếp theo chúng ta xét đến ngày 31 tháng 1, tức là rơi vào ngày 21 tháng 12 âm lịch, đúng không? Thì nó sẽ rơi vào ngày Giáp Ngọ, đúng không? Thì ngày Giáp Ngọ thì chư thần xuống khắp cõi nhân gian, nếu có người thượng trương tiến biểu lễ tạ thổ công thổ địa thì được phúc gấp 10 lần. Vậy nên cái ngày là rất là tốt, đúng không? Vậy nên thì cái ngày Giáp Ngọ rất là tốt nhá. Thì quý vị có thể chọn ngày này để cúng ông Công ông Táo, đúng không? Cúng ông Công ông Táo để mọi việc nó được hanh thông thuận lợi, tài lộc được dồi dào hơn. Đó. Và nếu mà quý vị chọn được cái ngày Giáp Ngọ là ngày tốt rồi thì gì? Chúng ta sẽ chọn giờ nào, đúng không ạ? Thì để tốt lành ấy, thì quý vị sẽ chọn đấy, quý vị mở tiếp trang, thì quý vị mở trang 127 ấy, thì nó có phần chọn giờ tốt ở cái quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư nhé. Quý vị có thể liên hệ lấy quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư ấy bằng cách là điện thoại trực tiếp đến số điện thoại là gì? 0989 34 9119 nhá, để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư để gì tự xem ngày tốt giờ tốt cho mình nhá. Thì chúng ta cùng xét đến ngày Giáp Ngọ này. Ngày Giáp Ngọ có giờ tốt là cái giờ sau này. Đấy. Chúng ta có giờ Giáp Tý thì là có kim quý, có nhiệt phá này, nhưng mà nó cũng không nên cúng sớm quá, đúng không ạ? Thì nói chung ấy, nếu mà cái ngày Giáp Ngọ quý vị cúng ấy thì có thể là gì? Giáp Ngọ, Ngọ Mão là tương hình cũng không được. Thì quý vị chọn ngày Canh Ngọ này, đây này, nó có ghi rõ là cát tinh và hung tinh này, thì quý vị có thể chọn luôn nhé. Ngày Giáp Ngọ thì nó có gì? Chúng ta xét vào giờ cúng đầu tiên thì chúng ta có giờ Canh Ngọ là cũng được này. Tức là giờ Canh Ngọ thì quý vị có thể cúng từ lúc gì? 11 giờ đến 13 giờ này. 13 giờ này, hoặc là gì? 13 đến 15 giờ. 13 đến 15 giờ. Hoặc là gì? 15 đến 17 cũng được. 15 đến 17, đúng không ạ? 17 đến 19 nó là giờ Dậu thì nó có là gì? Ngọ và giờ đột phá chúng ta không cúng. Như vậy là nếu mà quý vị cúng vào ngày 21 ấy, cúng vào ngày 21 tháng 12 này ấy, thì quý vị chọn 3 giờ này nhá, chọn 3 giờ này. Đấy, chọn 3 giờ này để cúng ông Công Táo thì sẽ được cát lợi, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta xét đến ngày Ất Mùi, ngày Ất Mùi nhá. Ngày Ất Mùi thì chúng ta có này. Ngày Ất Mùi dương lịch thì nó là rơi vào ngày mùng 1 tháng 2 năm 2024 ấy, nó là ngày Ất Mùi, nó là ngày 22, tức là trước ông Công Táo một ngày đấy, đúng không ạ? Thì trong cái ngày Ất Mùi này nhá, chúng ta cùng xét xem có cái gì không. Ngày Ất Mùi thì chư thần tại thiên nếu tế lễ thì là tạm được tốt. Nói chung là cũng được tốt nhưng mà nó không phải là mức tốt như ngày Giáp Ngọ. Như vậy là cái ngày Ất Mùi ấy, thì nó ở cái mức là tốt bình thường nhá, tốt trung bình nhá. Như vậy là cái ngày Ất Mùi là ngày tốt thứ hai này, ngày Giáp Ngọ là tốt đầu tiên này, Ất Mùi tốt thứ hai này. Nếu mà cúng vào ngày Ất Mùi thì quý vị sẽ chọn vào giờ sau này. Chúng ta lại mở cái trang 135 nhé, trang 135 là có hết đấy, là có cái ngày Giáp Ngọ và Ất Mùi ấy. Đấy, giờ chúng ta có thể ngày Ất Mùi thì chúng ta có thể cúng là gì? Nếu mà 5 đến 7 giờ sáng, thực ra cái khung giờ 5 đến 7 giờ sáng là giờ tốt đấy, nhưng nó sớm quá, đúng không ạ? 5 đến 7 giờ sáng này. 7 giờ sáng này là một cái khung giờ tốt này. Nó cái này khung giờ này 5 7 giờ sáng nó có gì? Nó có nhiệt lộc này, có bảo quang này, rất là tốt này. 9 đến 11 giờ là giờ Tỵ nhá. Hoặc là gì? 11 đến 13 giờ. 11 đến 13 giờ. 11 đến 13 giờ. Hoặc là 13 đến 15 giờ. Đến 15 giờ. Và cái giờ Mùi, ngày Mùi này Giáp Thân 13 đến 15 giờ, đúng không? Cùng lắm là 15 đến 17 giờ thôi. 13 Tỵ Ngọ Mùi, Tỵ Ngọ Mùi Thân, đúng không ạ? 15 đến 17 giờ. Thì đây là những cái khung giờ tốt nhá, những khung giờ tốt để cúng ông Công Táo sớm trong cái ngày gì? Trong cái ngày 22 tháng 12 ngày Ất Mùi này. Đấy. Thì quý vị có thể gì? Chọn cho mình những khung giờ tốt nhất để chủ động hơn, để chúng ta tiến hành công việc là gì? Cúng ông Công Táo cho được gì? Hanh thông và thuận lợi. Đấy. Thì đấy là ngày 22 nhá. Tiếp theo chúng ta xem ngày 23, xem ngày 23 có tốt bằng ngày 21 và ngày 22 không? Đấy, đôi khi ngày chính chưa chắc đã tốt bằng ngày kia. Thì ngày 23 thì người ta vẫn gọi là cái ngày Nguyệt Kỵ, đúng không? Nhưng mà ông Công Táo ấy, đây là ngày này ngày của các chư thần, đây là Nguyệt Kỵ của kiếp là cũng không phải tính, không phải nghĩ làm gì cả, quý vị không phải lo. Nếu mà cứ không chọn được ngày nào tốt thì quý vị cứ y án ngày 23 quý vị cúng thì cũng được cắt lợi hành thông đó. Ngày 23 tháng Chạp thì nó sẽ rơi vào ngày mùng 2. Ngày mùng 2 tháng 2 nhé, ngày mùng 2 tháng 2 dương lịch này. Đó, và nó sẽ rơi vào ngày 23 tháng 12 âm lịch thì nó là ngày Bính Thân nhé. Chúng ta cùng xét xem ngày Bính Thân này. Ngày Bính Thân, đây có 3 ngày nhé, ngày Bính Thân, ngày Đinh Dậu, ngày Mậu Tuất là ngày chư thần tại thiên, hầu ngọc hoàng thượng đế làm sổ sách sinh tử, ghi thiện ác của nhân gian, địa phủ. Nếu ai làm lễ cầu thần, cầu thọ, tế tự, thượng biểu trương, chiêu hồn thì rất là tốt. Đấy, như vậy là cái ngày này đúng là cái ngày mà gì? Chư thần, hầu ngọc hoàng thượng đế để làm sổ sách sinh tử, ghi thiện ác của nhân gian. Đúng là ngày ông Công Táo, ngày chính đúng không ạ? Như vậy là ngày này cũng là ngày cực tốt nhá, ngày cúng Công Táo ngày 23 tháng Chạp ấy. Nếu quý vị cúng đúng ngày này thì cũng là cực tốt này, tốt nhất. Và chúng ta xem trong ngày này thì có giờ nào tốt nhá, có giờ nào tốt. Đó. Thì quý vị lại mở trang 135, trang 135, 136 của cái quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư nhé. Thì chúng ta có giờ tốt, có giờ sau này. Thì chúng ta cái giờ ngày Bính Thân ấy, thì Thân Tí Thìn là tam hợp có 7-9 giờ đây, ở trong này có hết mà. Giờ Nhâm Thìn là 7-9 giờ này. 7-9 giờ này đúng không ạ? Giờ Quý Tỵ là 9-11 giờ, 9-11 giờ. Đúng không ạ? Thì ngoài ra cũng có giờ Ất Mùi đẹp, giờ Ngọ nhá, giờ Ngọ thì quý vị nhá. Nếu mà cúng cái ngày Bính Thân này giờ Ngọ quý vị không cúng nhá, tại vì ngày 23 tháng Chạp ấy, cái giờ Ngọ nó là giờ xấu, nó là có bạch hổ. Bạch hổ nó hung, quý vị không nên cúng. Đó. Vậy nên là gì? Nếu cái ngày Bính Thân quý vị cúng ấy, thì nên cúng vào 7-9 giờ hoặc là 9-11 giờ, tức là đúng ngày 23 tháng Chạp ấy. Còn sau thì nó vẫn còn giờ đẹp, giờ Ất Mùi. Giờ Ất Mùi là có ngọc đường đúng không? Thì 13 giờ đến 15 giờ. Đấy, 15 giờ. Nhưng mà dân gian ta vẫn thường kiêng nhá, kiêng kỵ cúng cái ông Công Táo là sau 12 giờ trưa. Tại vì sao? Tại vì các quan niệm là gì? Sau 12 giờ là các ngài phải bay lên trời rồi. Sau 12 giờ trưa ấy, ngày 23 tháng Chạp thì không ai cúng cả. Đó. Người ta thường cúng sớm hơn chứ không ai cúng muộn hơn. Vậy thì nếu mà quý vị mà có lỡ mà có bận việc không cúng được trong ngày 23 tháng Chạp thì cái ngày 24 này cũng là ngày đẹp nhá. 24 25. Cái ngày 24 là ngày Đinh Dậu và cái ngày 25 là ngày Mậu Tuất ấy. Thì tức là rơi vào ngày mùng 3, ngày mùng 4 tháng 2 dương lịch ấy thì cũng vẫn tốt nhá, vẫn là những ngày đẹp. Đấy, thì ba ngày đó đều là ngày đẹp cả. Để quý vị yên tâm. Đấy. Thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư nhé, Ngày Tốt Tuần Thư nhé, để chọn ra cho mình những ngày giờ tốt nhất để chúng ta tiến hành công việc cúng ông Công Táo cho được mọi việc được thuận lợi, hanh thông và may mắn. Đó. Thưa quý vị, như vậy là gì? Chúng ta sẽ có 3 ngày tốt, 3 ngày đại cát để cúng ông Công Táo nhé. Quý vị đừng chọn theo dương ngày hoàng đạo nhé, mà phải chọn theo ngày tế lễ. Đấy, của gì? Của Hứa Chân Quân Ngọ Hợp Ký. Đó là cái tài liệu chuẩn nhất về cái chuyện là làm những cái nghi lễ là làm vào ngày nào. Thì tất cả các thầy đấy đều dựa vào cái này để các thầy tính cái chuyện tế lễ cúng bái thì phải chọn vào ngày này, bốc bát hương đó. Vậy nên là gì? Trong cái thời gian là 23 tháng Chạp, từ nay đến 23 tháng Chạp ấy, từ nay luôn nhá. Thì quý vị cứ chọn 3 ngày này quý vị cúng nhá. Một là ngày 31 tháng 1 dương lịch. Nó rơi vào ngày 21 tháng 12, đúng không ạ? Là ngày Giáp Ngọ. Thì trong ngày Giáp Ngọ quý vị làm cúng từ 11 giờ đến 13 giờ, 13 giờ đến 15 giờ và 15 giờ đến 17 giờ. Đây là 3 giờ tốt của ngày mùng 3, ngày 31, ngày 21 tháng 12 âm lịch ấy. Tiếp theo ngày tốt thứ hai thì nó sẽ là ngày gì? Ngày mùng 1 tháng 2 năm 2024. Thì nó rơi vào ngày 22 tháng 12 âm lịch, nó là ngày Ất Mùi. Cái ngày Ất Mùi nó là cát trung bình nhá, nó chỉ ở cát trung bình thôi, nó không phải là cực tốt đó. Còn cái ngày này là ngày đại cát này, đại cát để cúng này. Tiếp theo thì với ngày Ất Mùi quý vị có thể cúng từ lúc gì? Giờ tốt này, có 5 đến 7 giờ sáng, 9 đến 11 giờ, 11 đến 13, 13 đến 15 giờ và 15 đến 17 giờ. Có 5 khung giờ tốt cho quý vị lựa chọn. Đấy. Tiếp theo nếu mà cúng vào cái ngày 23 tháng Chạp, ngày chính ấy, thì cái lễ cúng Công Táo là người ta cúng trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp. Vậy nên kiểu gì thì kiểu thì quý vị cũng phải cúng trước giờ Ngọ. Đấy, trước giờ Ngọ nhé. Thì chúng ta có 2 khung giờ cúng đẹp tốt mà quý vị cần phải lưu tâm, đó là gì? 7 đến 9 giờ sáng và 9 đến 11 giờ trưa. Đây là 2 khung giờ tốt để cho quý vị tiến hành công việc cúng ông Công Táo. Đó. Đó là những cái khung giờ tốt và những ngày tốt. Thì trong 3 ngày này thì cái ngày chính này ngày chính này vẫn là cái ngày ok nhất này, là ngày tốt nhất, là ngày cúng tốt nhất nhá. Tại vì toàn sao tốt thôi, toàn sao tốt ở đây. Nên quý vị cứ lựa chọn ngày chính. Nếu mà quý vị có việc mà muốn cúng sớm hơn để chủ động hơn thì chúng ta có thể chọn những ngày này. Đó là 3 cái ngày đại cát để cúng ông Công Táo trong ngày 23 tháng Chạp. Vậy nên quý vị hãy chuẩn bị thời gian đó, chuẩn bị cái tinh thần để cho chúng ta tìm ra những ngày tốt nhất. Đấy, Tử Thông cũng chia sẻ để cho quý vị chủ động hơn trong việc là chọn ra những ngày tốt nhất. Đấy thì quý vị có thể chụp lại chép lại nhé, chụp lại chép lại. Đây, Tử Thông đứng ra này, 1 2 3 4 5 này. Đó, quý cháu dừng màn hình lại nhé, chép lại nhé. Đó. Thưa quý vị, như vậy là gì? Chúng ta vừa tìm ra những ngày cắt lành nhất và giờ tốt lành nhất để chúng ta tiến hành công việc là gì? Cúng ông Công ông Táo trong ngày 23 tháng Chạp. Đó. Thì trong cái dịp cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp thì quý vị cũng nhớ đó là phải có những cái bài văn khấn. Văn khấn 23 tháng Chạp thì chúng ta ở trang thứ 11 nhé. Ở trang thứ 11, trang 11 là lễ tạ táo cuối năm ấy. Thì chúng ta sẽ có 3-4 bài văn khấn. Đó, văn lễ tạ táo cuối năm. Thì chúng ta thứ nhất là gì? Có văn lễ tạ táo cuối năm này. Lễ tạ táo cuối năm là một này. Thứ hai là chúng ta có văn lễ về gì? Về phóng sinh. Về phóng sinh ấy. Tạ táo thì nó có phần là phần phóng sinh nữa đúng không ạ? Thì chúng ta có thêm phần phóng sinh và phần tạ ơn. Đấy. Thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Văn Khấn Tuần Thư để gì? Để có những bài văn khấn, từ văn khấn là cái gì? Xin cái việc là lau dọn bàn thờ, bốc bát hương, đến cái văn khấn bàn thờ hàng ngày, bàn thờ thần tài hàng ngày, bàn thờ gia tiên hàng ngày, cũng như là văn khấn về gì? Các dịp lễ Tết Dỗ Chạp. Thì trong cái quyển Văn Khấn Toàn Thư này ấy, thì đã tổng hợp được 77 bài văn khấn nhá. Đây, 77 bài văn khấn. Nói chung là một trong cái cuốn sách mà cũng được các thầy tổng hợp và in ấn ra để gì? Để dùng, chủ yếu là để dùng nhá. Và để gì? Xem ngày để đào tạo cho các đệ tử. Đấy. Thì đây là một quyển văn khấn mà cũng có đầy đủ tất cả các bài mà Tử Thông đã chia sẻ ở trên các chương trình ấy, thì hầu hết là đều lấy ở cái quyển Văn Khấn Toàn Thư ra để chia sẻ cùng quý vị để quý vị gì? Có được những cái bài văn khấn hay hơn. Thưa quý vị muốn thỉnh quyển sách Văn Khấn Toàn Thư ấy, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại nhé, 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách có cho mình những cái bài khấn chuẩn nhất, đấy, chuẩn nhất và sẽ gì? Đầy đủ nhất là chuẩn ra đầy đủ đó, 77 bài. Hình như là tôi nhớ là cũng chưa có quyển sách nào được nhiều bài khấn như thế. Và bên cạnh đó thì còn quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư nữa, thì quý vị có thể tham khảo thêm hai quyển sách này nhé, để chúng ta gì? Có những cái bài văn khấn cũng như là gì? Chọn được cái ngày lành tháng tốt để chúng ta làm mọi việc nó được hanh thông hơn, được thuận lợi hơn. Thưa quý vị thân mến, nói chung ấy, theo quan niệm dân gian ấy, thì ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày ông Công ông Táo về chầu trời, là ngày lễ rất quan trọng trong tâm thức của người Việt. Vậy nên vào ngày này mỗi gia đình đều làm mâm cỗ cúng để tiễn các ngài về trời, và cái việc thờ cúng ông Công Táo nó thể hiện cái mong muốn giữ cho nhà cửa được ấm êm hạnh phúc. Tuy nhiên ấy, thì trong ngày cúng ông Công Táo này thì quý vị cũng phải lưu ý một vài cái điều đại kỵ để không vi phạm, không phạm phải cái điều của trách. Và đặc biệt cái việc chọn ra ngày tốt giờ tốt để chúng ta cúng cũng sẽ giúp cho các bạn, các bác, các anh các chị cùng nghĩa là gì? Các quý vị có được cái thời gian nói chung là chủ động hơn, và chúng ta tìm được ngày tốt giờ tốt chúng ta yên tâm hơn. Nó cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn có được cái may mắn, có được cái tài lộc trong năm. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ xong cho quý vị và các bạn về những khung giờ tốt nhất và ngày tốt để chúng ta tiến hành cái công việc là cúng ông Công ông Táo, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.